Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài, cùng với chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hít thở. Hãy kết nối năng lượng với nhau và xem quý nhân sắp xuất hiện chưa và giúp gì được cho bạn nhé. Mình chuẩn bị 3 trụ đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem trụ đá màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải trụ đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài yêu thích của mình, mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Tụ bài số 1. Xin vũ trụ hãy cho tụ bài số 1 quý nhân đã sắp xuất hiện chưa và giúp ích gì cho tụ bài số 1 quý nhân của tụ bài số 1. Bạn nhận được một lá bài là thánh giá. Tụ bài số 2. Quý nhân sắp xuất hiện chưa và giúp ích gì cho tụ bài số 2. Xin vũ trụ cho tụ 2 biết về quý nhân của tụ 2. Bạn nhận được lá bài là khu vườn. Tụ bài số 3. Xin vũ trụ cho tụ 3 biết quý nhân của tụ 3 đã sắp xuất hiện chưa và giúp ích gì cho tụ 3. Quý nhân của tụ 3. Bạn có một cái lá bài là lá thư. Chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Mình sẽ đi ngay vào trong việc giải. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 1 đây là trụ đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ bài số 1, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là có quý nhân sắp xuất hiện hay không và liệu chừng là họ có giúp ích được gì cho các bạn tụ bài số 1 hay không. Mi sẽ trả lời như thế này với tụ bài số 1 đầu tiên hết là có quý nhân xuất hiện và hỏi là có giúp được gì hay không, mình cũng sẽ trả lời luôn là có. Tuy nhiên nó sẽ còn rất là nhiều những cái chi tiết trong trải bài này của các bạn tụ bài số 1 để chúng ta cùng với nhau làm rõ một chút xíu. Hiện tại bây giờ đúng là Mi đang có một cái cảm giác là tình hình công ăn việc làm, cả phương diện là tài chính, tiền bạc của các bạn tụ bài số 1 nó đang cần được cải thiện, nó đang cần được thay đổi, nó đang cần được nhiều cái sự trợ giúp ở đây. Và trong trải bài này của các bạn, My vẫn đang nhìn thấy bạn rất cố gắng, bạn rất chăm chỉ, tụ bài số 1 bạn rất là nỗ lực để mà bạn giống như là hoàn thiện lại, để mà bạn hoàn tất cho nó xong, để mà bạn chấn chỉnh lại cái tình hình công ăn việc làm cũng vậy, tiền bạc và là tài chính cũng vậy. Nhưng mà nó có nhiều những cái góc độ giống như là bạn cố gắng, bạn tìm góc này, bạn tìm góc kia nhưng mà chưa có những cái quyết định, chưa có những cái xác quyết. Cuối cùng giống như bạn đang muốn tìm một cái giải pháp hay là một cái phương tiện hay là một cái cách thức hay cụ thể hơn trong cái trải bài là bạn tìm một cái nguồn trợ giúp, một cái quý nhân nào đó. Nhưng mà ở đây mình không rõ lắm là trong cái hoàn cảnh thật của các bạn tụ bài số 1, vì đây là trải bài chung đó, không rõ lắm là trong cái hoàn cảnh thật của các bạn có nhìn thấy được là xung quanh các bạn tụ bài số 1 nó đang có những cái người mà có thiện chí không. Mi cảm giác một chút xíu là tụ bài số 1 bạn biết được cái điều đó. Nhưng mà để dùng cái chữ là quý nhân với các bạn tụ bài số 1, theo như trải bài này chúng ta sẽ sử dụng cái chữ là quý nhân. Nhưng mà đối riêng với các bạn tụ bài số 1, bạn không nhìn họ bằng một cái con mắt quý nhân cho lắm. Kiểu giống như nó có những cái tiêu chuẩn, kiểu giống như nó có những cái đòi hỏi, cho nên bạn vẫn còn đang rất là quan sát.
Bạn quan sát, nó giống như là bạn đang còn chờ một chút xíu, bạn đang còn đang xác nhận một chút xíu, bạn đang còn suy nghĩ và phân tích một chút. Đó, thành ra là trong cái quá trình đó, rốt cuộc cuối cùng thì mình thấy cái hoàn cảnh công ăn việc làm và cả là tài chính của các bạn tụi bạn vẫn là một thân một mình các bạn, bạn tự xoay. Đó, bạn tự xoay là tại vì có người họ có thể giúp, nhưng mà bạn đánh giá cái tiêu chuẩn của sự giúp đỡ đó, cho nên lại là một mình các bạn tụi bạn số 1 cũng là gọi là tự xoay đó. Thành ra ở đây nó có một cái lá bài Dragon. Dragon là con này là con rồng. Mình để gần cho bạn thấy be aware of self delusion là cân nhắc một chút xíu tụi bạn số 1. Cái lá bài này mình đang có một cái cảm giác giống như là bạn con đang đang delusion, nó hơi hơi giống như cái ảo giác này kia một chút, nhưng mà giống như là bạn bạn loay hoay một mình nó đủ lâu rồi. Rồi bạn cân nhắc một khoảng thời gian nó cũng, bạn chờ đợi, bạn cân nhắc một khoảng thời gian nó cũng được được rồi. Nó cũng được được rồi. Thành ra là mình thấy là ở đây nó không có đến mức độ gọi là cầu toàn, nhưng mà mình sẽ dùng tạm cái chữ gọi là tiêu chuẩn các bạn nhé, tiêu chuẩn. Nó không dễ để các bạn thuộc bài số 1 đồng ý một người nào đó khi họ xuất hiện. Nó cũng không hề dễ dàng khi chúng ta cứ thẳng mặt là chúng ta từ chối người ta. Cho nên đó, giai đoạn này nó hơi lừng lưng một chút xíu. Mà mặc dù là cái tình hình công ăn việc làm cũng như tiền bạc tài chính của các bạn tụ bài số 1 nó cũng không mấy thoải mái gì. Nhưng mà kiểu như mình thấy bạn vẫn còn đang muốn tin vào cái năng lực của bản thân, tụ bài số 1. Bạn vẫn còn đang muốn vững vàng một chút xíu để bạn tự quyết đoán, để bạn tự quyết định. Bởi vì ở đây mình đang nhìn thấy là những cái đối tượng xung quanh các bạn tụ bài số 1 á, người ta có vẻ cũng có cái sự hào hứng với các bạn tụ bài số 1. À, nhưng mà ở bạn và họ, có lẽ là bạn nhìn thấy được cái điểm khác biệt ở trong quan điểm. Nó có cái sự khác biệt ở đây, có thể sẽ là quan điểm hoặc có thể sẽ ở một vài những cái phương diện khác nữa, nhưng mà nó có cái sự khác biệt làm cho bạn còn chần chừ. Rồi, một nhóm khác của các bạn tụ bài số 1 á, là bạn còn hơi có một chút xíu cái sự so sánh giữa những người xung quanh của các bạn và cả những cái người xung quanh khác nữa. Bạn đang cân nhắc, bạn đang so sánh. Mi đưa ra một cái ví dụ bạn đang định hợp tác với Mi đi. Rồi, nhưng mà bạn lại đang nhìn thấy là à, nếu như mà mình không có phải hợp tác với Mi mà hợp tác với lại A, B, C sẽ như thế nào? Hoặc là bạn đang muốn quan sát xem cái cách mà Mi hợp tác với A, B, C để bạn thẩm định về con người của Mi đó, cái kiểu giống vậy. Rồi, thành ra là nó tụ chung lại thì nó vẫn làm cho các bạn tụ bài số 1 vẫn đang một mình các bạn cực lực loay hoay một mình. Và có quá nhiều cái yếu tố, tại vì lúc nãy bạn tụ bài số 1 bạn vẫn còn nhớ mình dùng cái chữ tiêu chuẩn nha, có quá nhiều cái yếu tố để cho bạn phải cân nhắc, cho nên rốt cuộc cuối cùng á, bạn đẩy cái tiêu chuẩn nó ở một cái mức độ mà bạn gần như không gọi những cái đối tượng xung quanh bạn là quý nhân nữa rồi. Bạn không gọi họ là quý nhân nữa. Mặc dù ở đây bạn nhìn thấy cái điểm khác biệt, nhưng mà ví dụ góc độ của mình nhìn trong cái trải bài này, ok, có thể sẽ là khác biệt một chút xíu, 9 người thì 10 ý, nhưng mà nó phải có cái độ đa dạng hóa đó. Nó có cái độ đa dạng hóa là cái thứ nhất. Nó sẽ hỗ trợ được cho công ăn việc làm cụ thể là tình huống của các bạn. Mình không biết cụ thể tình huống cụ thể là cái gì đó, nhưng mà nó có cái tính đa dạng hóa là cái thứ nhất ở đây. Cái thứ hai nữa là người đó họ có cái khả năng về thiên cái góc độ là tài chính. Họ có thể sẽ giúp đỡ được cho các bạn tụ bài số 1, nhưng với điều kiện là nó phải xứng đáng, với điều kiện là nó phải phù hợp. Cho nên có thể thì đó là một cái nhân tố, nó sinh ra có một vài những cái hơi đối nghịch, hơi khác biệt một chút xíu. Đó, trong cái trải bài này, nó rốt cuộc cuối cùng là tụ bài số 1 bạn vẫn còn một cái gì đó, nó chưa có thông, nó hơi nghẹt nghẹt á. Đâm ra là nó như vậy, cho nên rốt cuộc cuối cùng nha. Với cái trải bài này thì bằng một cách nào đó mình nhìn thấy rằng là bạn không có muốn cái quyền kiểm soát nó vụt mất khỏi tay của mình. Cho nên nếu như mà bạn đang trông chờ là có quý nhân, có một cứu cánh, có một giải pháp, có một lối thoát, thì có lẽ mình đang thấy rằng bạn trông chờ cứu cánh, giải pháp, lối thoát, chứ bạn không thực sự là trông chờ lắm vào quý nhân. Tại vì vẫn còn đang ở đây có một cái cảm giác king. Ok, mình mở hai cái lá bài này ra cho bạn xem. King là ông vua nè các bạn. Nó còn tượng trưng cho năng lượng dương nữa đấy. Thành ra là tụ bài số 1 phụ nữ hay là đàn bà hay phụ nữ,
tụ bà số 1, bạn vẫn có cái năng lượng dương nó bị trội. Còn nếu như mà nam giới hoặc là đàn ông ở trong trải bài tụ bà số 1, hẳn rồi cái năng lượng dương của bạn nó đang bị mạnh. Tóm lại là tất cả các bạn tụ bà số 1, cái năng lượng dương nó bị trội. Mà khi năng lượng dương bị trội như vậy, thường mình sẽ muốn khống chế, mình sẽ muốn kiểm soát, mình sẽ muốn tự chủ. Mà nó nhiều quá thì kiểu giống như là nó cái tự tôn của mình cũng không có muốn trao cái việc đó cho người khác. Nó giống vậy. Rồi mình cũng muốn là cái gì nó cũng phải nằm trong cái tầm kiểm soát của mình. Phong quyền cho ai làm tể tướng, phong quyền cho ai làm quan văn, phong quyền cho ai làm quan võ thì được. Chứ còn quý nhân ở đây không lẽ là một cái ông vua khác, king khác nữa, nó nhảy vào trong cái phạm vi công việc của mình á, bạn muốn lọ mọ một chút xíu. Thành ra là một vài những tụ bà số 1 Vi vẫn đang thấy là cái vị thế hiện tại của các bạn tụ bà số 1, cái cấp độ, cái mức độ, cái tầng của các bạn tụ bà số 1 nó bằng một cách nào đó nó vẫn còn đang hơi giam hãm các bạn tụ bà số 1. Kiểu giống như là bây giờ cái vị thế của mình như thế này, mọi người xung quanh xuất hiện như vậy, mỗi một người góp một ý tưởng, góp một chút xíu sức, góp thậm chí cả là một chút xíu tiền, giải quyết được cái tình hình chung hoặc là tình hình cá nhân của tụ bà số 1. Nhưng không, tụ bà số 1 vẫn còn đang cân nhắc cái vị thế của mình, cái vị trí của mình. Nó hơi hơi hao hao giống vậy. Cho nên rốt cuộc cuối cùng cái vị thế nó lại giam hãm đi cho các bạn, và nó làm cho bạn tự lọ mọ một mình, thay vì là có cái người nào đó trợ giúp. Thậm chí cả ở đây nó có một cái lá bài là strength, là các bạn, strength là cái sức mạnh. Ở đây cái sức mạnh là ý chí. Mặc dù đây là một cái lá bài tích cực, nó đang cho mình nhìn thấy tụ bà số 1, bạn nhìn ở một cái góc độ không phải là tự tôn, bạn nhìn một cái góc độ không phải là năng lượng dương, nhưng mà đó là cái ý chí của mình khi gặp khó khăn, khi gặp cản trở. Ok, mình cân nhắc một chút xíu, mình chờ một chút xíu, mình trì hoãn một chút xíu để bản thân của mình có thể overcome, là vượt qua được việc đó hay không, cố gắng một chút xíu nữa thì có hoàn thiện hơn được hay không. Đó, thành ra nó là ở cái góc nhìn. Ở cái góc nhìn, cho nên nếu mà cái trải bài này đã từ nãy giờ mới chia sẻ, nó phải theo cái câu chuyện, nó phải theo cái hoàn cảnh của các bạn. Cho nên nếu mà bạn trông chờ, tại sao nãy giờ không có nói đến cái quý nhân? Cái quý nhân là những cái người mới đã nói rồi, xen kẽ cho các bạn nãy giờ, là bây giờ những cái người đó họ xung quanh các bạn, nhưng mà bạn đang nhìn họ với một cái tầng khác, với một cái tầm khác và với một cái tiêu chuẩn khác, cho nên bạn không gọi tên đó hẳn là quý nhân. Đó, thành ra là hai cái lá bài này chúng ta kết nối với nhau một chút để nhìn rõ nha. Xin vũ trụ hãy cho các bạn tụ bài số 1 thấy rõ quý nhân của các bạn tụ bài số 1 là như thế nào, và năng lượng của lá bài một kiếm là ra sao. Ok, rồi. Đẹp lắm, là bánh xe số phận nè. Rồi judgment. Ở đây là 9 xu. Bạn cho mình 30 giây này nhé. Xin vũ trụ hãy cho tụ bài số 1 thấy rõ năng lượng của lá bài một gậy là như thế nào, và quý nhân của tụ bài số 1 xuất hiện giúp đỡ ra sao. Nếu như mà 9 xu, một lần nữa cái năng lượng này nó quá mạnh. Bây giờ mình sẽ trả lời theo cái hoàn cảnh thực tế của các bạn tụ bài số 1. Quý nhân của các bạn trong một cái hoàn cảnh này lại là tự thân vận động. Tự thân vận động, mà không phải là bởi vì không có ai cả cho nên phải lui thui lủi thủi, lại lọ mọ lại mậy một mình. Nhưng mà có, nhưng mà nó khác biệt đi. Nó sinh ra cái đụng độ cũng có nữa. Đây là trải bài chung đấy. Nên mình liệt kê một vài những tình huống, bạn xem câu chuyện của bạn. Đụng độ cũng có nè, mâu thuẫn cũng có nè, áp đặt cũng có nè, chông chênh cũng có cả luôn nè. Đó, đâm ra là bạn thấy rằng là tự thân một mình làm cho nó xong, cho nó khỏe, còn bao nhiêu việc nữa xem rồi mình tự thân mình vận động. Đó, để mà mình có thể xem lại bản thân của mình, rồi mình giải phóng được cái tình hình mà công ăn việc làm hay tài chính của mình ngay cái lúc này. Nhưng mà các bạn tụ bài số 1, bạn hãy vững tin một chút xíu. Bạn tìm ra được cách. Hỏi là tìm được hay không? Được. Và bạn tìm ra được cách, vì hai cái lá bài này mình vẫn đang nhìn thấy được rằng là lúc cuối cùng bạn cũng xử lý được cái vấn đề mà nó đang khó khăn của mình. Mình đang có một cái cảm giác cái vấn đề hiện tại của tụ bài số 1 trong công việc hay là cả trong cuộc sống gì đi chăng nữa, kiểu giống như là có tiền thì bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn đó. Cho nên đâm ra nó đẩy các bạn tụ bài số 1 rơi vào cái tình huống là bây giờ đang kẹt cả tiền.
đó, xoay tiền đâu ra để mà giải quyết một cái chuyện gì khác, cho nên nó mới sinh ra là bị lấn cấn tiền. Cho nếu mà bình thường thì nó không có phải là vì khó khăn cái này cho nên là nó bị mất tiền nha, đó cái kiểu như vậy, xoay tiền. Bởi vậy cho nên là tụ một muốn loay hoay một mình mà rất rất khó để mà mình nói cái trải bài này cho tụ bà số 1, vì cái tánh của các bạn là như vậy. Chứ còn đồng ý mới đã thấy nó có mâu thuẫn giữa bạn và những người xung quanh, nhưng nếu mà chúng ta nếu không có những cái mâu thuẫn đó và chúng ta dễ dàng đón nhận cái ý kiến của người khác thì hoàn cảnh của tụ một nó sẽ rất dễ thở, rất dễ thở. Nhưng không, nó không phải là lựa chọn của bạn. Mi đang vẫn có một cái cảm giác là bạn đã tự thân đi đến ngày hôm nay rồi, cho nên nó có nhiều cái nó be aware of self delusion là các bạn, nó đang nãy mình dùng cái chữ là giam hãm cho nên rất khó. Nên nếu mà tụ bài số 1 bạn bạn thả lỏng ra một chút xíu, nó có cái sự nó có một cái sự cắt bỏ đi những cái suy nghĩ mà nó đã đang vướng mắc và nó giam hãm bạn trong đầu, thanh kiếm này cắt bỏ đi những cái rối rắm trong lòng của các bạn, cái sự hồ nghi trong lòng của các bạn, thì bạn sẽ dễ thoát khỏi cái tình huống hiện tại hơn. Vì thậm chí kết trải bài này mi vẫn đang thấy bạn tụ bài số 1 và một vài những cái người xung quanh đang trong một cái giai đoạn giống như cái kết nối và mối quan hệ của các bạn nó gần giống như một giai đoạn là bài test đó. Cho nên lúc nãy mi có đưa một vài cái ví dụ đằng trước mi nói rồi đó. Thành ra là bạn cứ ráng một chút, rồi bạn cứ ráng một chút, đâm ra là nó có cái năng lượng của mà cái thay đổi tình hình á có đây, chứ không phải là không có, nhưng nó chậm lắm. Bạn vẫn muốn tự thân vận động thì đấy, đây là cái thông điệp đến đây mình nghĩ là mình không thể nào chia sẻ được thêm nữa. Vì nếu mà bạn vẫn không thay đổi quan điểm, bạn nói rằng ok tôi vẫn quyết tâm là tôi tự gồng để tôi tự tìm ra cách, có nhưng chậm và nó mệt, nó khó. Còn nếu mà chúng ta thông suốt, chúng ta cắt bỏ những cái hồ nghi và chúng ta sẽ làm cho tình hình của mình nó dễ dàng hơn, đón nhận cái sự kết nối thì mọi thứ nó nhanh hơn, nó dễ dàng hơn cho các bạn. Tại vì ở đây mình đang có một cái cảm giác dù công ăn việc làm hay tình hình gì chung của các bạn tụ bài số 1, mọi thứ nó đã đi gần tới đích, nó đã gần như hoàn thiện, sắp xong rồi. Đó, thành ra là để cho các bạn mà đón nhận một nói là cái quý nhân gì nào rồi có giúp đỡ gì hay không, nó là một cái bài 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 bài, bài test cho các bạn tụ bài số 1 là đúng, mình hiểu cái điều đó. Thành ra chắc là mi sẽ ngừng để cho các bạn ngẫm nghĩ lại một chút xíu này, chút xíu cái vấn đề cái trải bài của các bạn. Bạn bây giờ cũng đang cảm thấy là nó mờ mờ, nó cũng rối rối đó, nhưng bây giờ năng lượng đụng độ mâu thuẫn nó mạnh, nhưng hãy nhớ cái quan trọng hơn là bạn muốn cái gì thì mi nghĩ nó dễ giải quyết hơn cho các bạn tụ bài số 1. Có quý nhân thì có đó, có giúp có đó luôn, bạn tự tìm ra cách cũng được luôn, nhưng mà nhanh hay chậm hay dễ hay khó, tụ bài số 1 nhé. Chúc các bạn thật sự là sáng suốt và đưa ra được những cái quyết định mà nó dung hòa, nó dễ dàng cho các bạn tụ bài số 1. Chúc phước lành và may mắn thuận lợi. Mình hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những trải bài kế tiếp. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 2, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ bài số 2, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là có quý nhân sắp xuất hiện với tụ 2 và giúp ích được gì cho các bạn hay không á. Vậy thì nếu như mà dựa trên cái trải bài này của các bạn nhé, mình dùng cái chữ quý nhân nó hơi khó để chúng ta chia sẻ cái thông điệp trải bài này, tại vì hiện tại như vậy, tình hình hoàn cảnh của các bạn tụ bài số 2 mi vẫn đang thấy xung quanh bạn á, không có thiếu người. Nếu như xung quanh bạn mà đang không có nhiều người như cách mi nói thì không sớm thì muộn, sắp tới bạn sẽ mở rộng cái mối quan hệ của các bạn ra, giao lưu, gặp gỡ, ngoại giao, đối ngoại, quen biết nhau, giao tiếp, vân vân.
Và cái kết nối, những kết nối, những mối quan hệ đó nó khá vui vẻ và mang cho các bạn tụ bài số 2 một cái năng lượng hân hoan tích cực. Nhưng nó dừng lại ở đó. Có nghĩa là sao? Mi vẫn đang cảm giác là bạn không thiếu người quen, bạn không thiếu mối quan hệ, nhưng mà để nói nó đào sâu vào, thân cận với nhau, tương trợ cho nhau, giúp đỡ với nhau, thì Mi chưa thấy thực sự là nó đủ ở cái mức độ sâu đó. Và ở đây nó có một cái lá bài là Awakening, là một cái sự thức tỉnh. Nó đang cho Mi có một cái cảm giác là các bạn tụ bài số 2 giống như là bạn, ô, thì ra là bạn dần bạn nhận ra sao mình quen biết nhiều nhưng mà rốt cuộc cuối cùng rằng là không có được cái sự thân tình bao nhiêu. Mi có một cái cảm giác là như vậy. Nó như một sự thử thách dành cho cái cảm xúc, cái sự nhìn nhận của các bạn tụ bài số 2. Vì ở đây kiểu giống như là bạn và những người xung quanh vui thì rất vui, dung hòa thì ok, tạm tạm. Nhưng mà hình như đôi bên không sẵn lòng để mà đào sâu tìm hiểu về vấn đề của nhau. Cho nên lúc nãy mới dùng cái chữ là ngoại giao đó, giao tiếp, ngoại giao. Mà có lẽ là ở các bạn tụ bài số 2 bạn cần những cái mối quan hệ nó chất lượng hơn là như vậy. Thành ra ở đây nó có một cái lá bài là cái kéo, nó disappointment in some affair, là nó cho mình nhìn thấy là hình như là tụ 2 kiểu bạn nhận ra được cái vấn đề và bạn không có hài lòng về cái sự việc giống như vậy. Bạn không có hài lòng về cái tình huống như vậy. Bạn nhận ra cái gương mặt thật hoặc là cái tình trạng thật của những mối quan hệ xung quanh mình á, khi mà bạn rơi vào trong một vài những cái tình huống nó khó khăn trong công ăn việc làm, nó khó khăn trong cuộc sống. Thậm chí ở trải bài này mình đang nhìn thấy còn có cái tình huống là bạn khó khăn về cái phương diện là tiền bạc và tài chính nữa. Thì bạn nhận ra một điều rằng mọi người rất vui, nhưng mà cái khổ cái khó thì dĩ nhiên mình phải tự gồng, mình tự gánh. Và ở một cái góc độ khác, Mi vẫn thấy là tụ hai và ở một cái góc độ khác, Mi vẫn thấy là chính bản thân của tụ hai bạn nghĩ cho người ta, kiểu giống như là bạn nhìn quanh mọi người họ vẫn đang ổn, bạn nhìn quanh như vậy vấn đề nó kiểu giống như là của mình, cho nên cái bức bối ở trong cái tâm lý của mình, cái sự bế tắc trong công ăn việc làm, hoàn cảnh, thậm chí cả là tiền bạc tài chính, nó là việc của mình. Thành ra mi thấy là bạn muốn tự mình á, tìm cách, tự mình cố gắng, tự mình xoay trở. Thành ra là bạn cũng không có muốn động đến ai cả. Đâm ra người thì bạn thấy không giúp, người thì bạn không nghĩ rằng là bạn muốn phiền họ. Nên bằng một cách nào đó, trong trải bài này mi vẫn thấy cảm thấy một cái sự hơi chơi vơi của tụ hai. Nó hơi cô đơn một chút, cô độc một chút xíu của tụ bài số 2. Tuy nhiên trong trải bài của các bạn nó có một cái lá bài rất đẹp, Good News, là tin tốt đẹp. Xin vũ trụ hãy cho tụ bài số 2 thấy rõ năng lượng của lá bài. Ok, Good News, nó bay xuống một cái lá bài là Tower. Good News, tin tốt đẹp gì đang đến với tụ bài số 2? 9 ly. Bạn có lá bài là Death, là tử thần. Rồi bạn có Novice of Swords, Novice of Swords, Temperance, The Well. Cái tin vui ở đây. Rồi vậy là cái tin vui ở đây nè. Tất cả những cái thông điệp từ nãy đến giờ mới chia sẻ với các bạn tụ bài số 2, bạn Awakening, lá bài này nó mang cái yếu tố quyết định. Tự nhiên vào một cái thời điểm nào đó trong tuần, trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong thời gian hiện tại cho đến là tương lai gần, tự nhiên bạn bừng tỉnh. Ô, tại sao lại mình có nhiều những cái kết nối và mối quan hệ như vậy, nhưng mà mình thế này, mình thế kia, rồi tại sao bản thân mình như thế này, cho những cái kết nối mà như từ nãy giờ mới chia sẻ với các bạn, bạn bừng tỉnh ra, bạn cắt một cái rụp, bạn đi tìm những cái kết nối, những cái mối quan hệ nó chất lượng hơn, nó không cần đến cái số lượng. Bạn cần những cái người thực sự là nó hợp cạ, thực sự nó chân thành, thực sự là nó có thể trao gửi được cái cảm xúc đẹp cho các bạn tụ bài số 1, giúp đỡ cả là trong cuộc sống, nói chung tóm lại là mọi phương diện. Mà cái quyết tâm nó vào một ngày khi bạn awakening, bạn giật mình, bạn nhận ra, thì cái quyết tâm đó nó mạnh lắm.
Bạn cắt một cái rụp luôn. Rồi xong sau đó là nó thay da đổi thịt. Thay da đổi thịt cái quan điểm của bạn và cả những cái mối quan hệ của các bạn, tụ bài số 2 luôn. Vậy thì với cái lá bài Lover này á, My đang có một cái cảm giác là bạn sẽ tìm được cái người, My dùng cái chữ gọi là hợp cạ, hoặc là cái người mà họ 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 chân thành, cái người mà họ thực sự khi mà bạn đưa ra một cái quyết định như vậy. Ở đây là cái trải bài chung, nó sẽ có một cái tình huống là khi bạn tìm được một, nó có thể sẽ là mối quan hệ các bạn nhé, hoặc là cả là công ăn việc làm, vì đây là trải bài chung. Bạn tự bắt cái năng lượng câu chuyện của các bạn. Có nghĩa là có thể là bạn sẽ gặp một cái đối tượng nào đó và bạn hiểu ra cái ý nghĩa giá trị của kết nối, của mối quan hệ, của hợp tác, của gắn kết, của làm ăn. Đó, kiểu gì bạn nhận ra một cái giá trị như vậy và bạn nhìn lại tất cả những cái mối quan hệ, những cái người mà mình đã từng biết. Ô, sao nó lại lại như vậy? Và bạn cắt một cái rụp. Hoặc là có thể là bạn sẽ cắt một cái rụp và bạn gặp một cái người nó chất lượng hơn. Trước giờ mình toàn chơi số lượng không mà nó chả được gì. Thành ra là bạn thiết kế lại cái cuộc sống của bạn, bạn thiết kế lại cái mối quan hệ của bạn, bạn xây lại cái mối quan hệ của mình cho bạn, làm cái rụp, bạn cắt hết và bạn gặp được đúng cái điều mà bạn đang đi tìm kiếm là chất lượng. Vậy thì cái chất lượng ở đây mình đang nhìn thấy rằng là bạn sẽ gặp một cái đối tượng họ sẽ chân thành nghiêm túc với các bạn, dung hòa cân bằng được cuộc sống với các bạn, cả hai sẵn sàng tìm hiểu nhau và người ta giúp cho các bạn về cảm xúc, về kết nối mối quan hệ. Mà ở đây cái năng lượng khả năng họ cũng có thể sẽ giúp về góc độ là công việc cho các bạn, nhưng trước mắt là mình thấy được bạn gặp cái đối tượng thiện chí, bạn gặp cái người nghiêm túc đàng hoàng. Thành ra là cái trải bài này năng lượng nó vẫn nặng về, nó thiên về là bạn cảm thấy rằng nó vô nghĩa hoặc nó mệt mỏi quá, sau sau đó là bạn cắt, nó cắt xong nó mới gặp được cái đối tượng chất lượng. Mình vẫn cảm giác là nó nghiêng về cái góc độ đó. Thành ra là cho đến khi bạn cảm thấy xung quanh mình quá vui vẻ nhưng mà không có ai thật hết, rồi hoặc là xung quanh mình nó vui vẻ và nó chỉ vui thôi, cho nên là mọi thứ mà áp lực hay mệt mỏi, công ăn việc làm, cuộc sống nó lủng củng, nó khổ sở, nó khó khăn, thì bạn mới nhận ra được cái vấn đề đó. Và bắt đầu là bạn tự tìm đường cứu lấy bản thân của mình, sau đó bạn mới gặp được một cái đối tượng mà nó gắn kết với các bạn, tụ bài số 2. Cho nên đến đây là My sẽ ngừng lại bạn nhé. Chúng ta đã có được cái kết quả trải bài của các bạn rồi. My chúc các bạn tụ bài số 2 sẽ nhanh chóng awakening, chúng ta ngộ ra được vấn đề, chúng ta thức tỉnh, chúng ta bừng sáng được để nhanh chóng đón nhận được cái good news này của các bạn tụ 2 nhé. Chúc bạn mọi việc may mắn, thuận lợi, hanh thông và vui vẻ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những trải bài kế tiếp. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 3, đây là trụ đá và lá bài đại diện chọn tụ quốc các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ bài số 3, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là có quý nhân sắp xuất hiện và họ có giúp ích gì cho các bạn tụ bài số 3 hay không. Vậy thì mình sẽ trả lời ngay cho các bạn tụ 3 với cái năng lượng tổng quan của trải bài này là có quý nhân xuất hiện và họ có giúp được cho các bạn tụ bài số 3 hay không. Có luôn. Đấy, chúng ta có cái năng lượng tích cực, vững tin một chút xíu. Tuy nhiên ở đây nó còn có nhiều những cái chi tiết cho cái câu chuyện, cho cái hoàn cảnh của các bạn tụ bài số 3. Để chúng ta chia sẻ với nhau một chút nữa các bạn nhé. Ở đây mình đang thấy tình hình câu chuyện và hoàn cảnh của các bạn tụ 3. Bạn đang quyết tâm để mà bạn tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu, chuẩn bị và tập trung để mà bạn làm công việc của bạn, hay là bạn hoàn thành cái trách nhiệm hay là cái sứ mệnh gì đó của bạn. Thành ra là bạn, nó có một chút xíu gì đó nó hơi giống giống là ba đầu sáu tay á một chút. Mình nhìn thấy bạn bạn tụ bài số 3 kiểu như là tụ 3 có ba đầu sáu tay luôn, kiểu bạn làm bên này, bạn xoay bên kia, bạn tìm bên nọ, một thân một mình các bạn. Xoay trở
Và My không biết là trong lòng các bạn tụi bà số 3 liệu ở đây bạn có một cái lá bài là hope, là hy vọng, ở đây một cái lá bài star nó cũng mang cái năng lượng của hy vọng. Mình không biết trong lòng của các bạn bạn có hy vọng rằng là mình hoàn thành tốt được cái bất kể cái gì mà bạn đang theo hay không, nhưng mà trong trải bài của các bạn đã xuất hiện cái chữ hope ở đây và cả cái lá bài ngôi sao bên này, thì bạn hãy vững tin một chút xíu, nó có hy vọng cho cái hoàn cảnh của các bạn. Nhưng mà tại vì ở ở tụ ba mình vẫn thấy là ở bạn nó toát lên một cái sự tự tin, bao gồm cả là một cái sự độc lập, một chút xíu nhỏ nhỏ, cái nó hơi hơi giống ego nhỏ nhỏ, nó hơi hơi giống cái tự tôn một chút xíu, nó hơi hơi giống tự trọng nhỏ nhỏ gì đó. Thành ra là bạn muốn một mình bạn, một khi mà bạn đã muốn làm cái chuyện gì thì bạn phải làm tới nơi tới bến tới chốn cho nó xong thì thôi. Cho nên có cái chuyện gì đi chăng nữa bạn sẽ thử cách này và bạn thử cách khác đó, mình có cái cảm giác giống vậy. Cho nên nó có phần hơi khuôn phép, gọi là cứng nhắc một chút. Và cái trải bài của các bạn với một cái lá bài là cái lá thư này ở đây, mình quá tự tin để có thể trả lời cho tụ ba rằng là bạn có người muốn giúp các bạn, có người muốn góp tay một phần vào cho các bạn. Nhưng mà ở đây nó có một chút xíu vấn đề về cái giao tiếp nữa nha, có một chút xíu vấn đề về cái nói chuyện với nhau, bàn bạc với nhau, thống nhất với nhau, kết nối, chia sẻ với nhau, nó có một chút xíu vấn đề đó đó các bạn. Lúc nãy mình nói hơi hơi có một chút xíu cái ego, nó cũng có cái cản trở một chút xíu đó, nó sinh ra cái nói chuyện hai bên nó mình không biết là chuyện nó đã xảy ra chưa vì đây là trải bài chung. Thành ra dẫu sao đi chăng nữa, gốc rễ vốn dĩ của tụ bài số 3, bạn không phải là cái người mà nói giống như là bà đâu là bạn fan đó nó không có phải cái năng lượng đó, nhưng mà nó có thể sẽ là một vài những cái tình huống đặc biệt. Mi vẫn đang đón nhận một cái thông điệp lời khuyên của vũ trụ gửi cho tụ bài số 3 là bạn để ý một chút xíu cái cách mà giao tiếp, về cái ngôn từ, cái từ ngữ, cái cách diễn đạt, cái cách trình bày khi mà bạn tương tác với người khác, dù nó có là một lời nói thẳng trực tiếp với nhau hay là thông qua tin nhắn, thông qua email hay thông qua nhờ người này truyền miệng cho cái người kia, thì Mimi vẫn có cảm giác là vũ trụ dặn bạn là để ý một chút xíu đến cái câu chữ, đến cái ngôn từ, đến cái cách thức diễn đạt, thì nó sẽ dung hòa, nó tốt cho cái tình huống của tụ bài số 3. Tại vì nếu mà nói nào ngay trong trải bài này là có người muốn giúp bạn, kiểu như bạn bạn mắc kẹt ở đâu hay là bạn gọi là hoặc là nó rơi rớt hay là nó đổ vỡ ở đâu, là người ta sẽ xuất hiện để người ta muốn trao gửi cho bạn một cơ hội khác, hoặc là người ta giúp bạn tháo gỡ cái khúc mắc, trao một cái cơ hội khác là tháo gỡ cái khúc mắc rồi. Thành ra là ở trong cái trải bài của tụ bài số 3 bạn có một cái đám mây, nó đang thể hiện rằng là cái tình trạng khó khăn hay là nếu mà có những cái vướng mắc của các bạn tụ bài số 3 thì nó mang cái yếu tố là tạm thời thôi, nó không có phải là cái vấn đề nó quá lớn hay là nặng nề cho các bạn, vì rốt cuộc cuối cùng là bạn hóa giải được. Chẳng qua ở đây mới đang nhìn thấy rằng là bạn không tận dụng cái nguồn lực mà bạn đang có nghĩa là tụ bài số 3 không biết là bạn có biết rằng có người giúp bạn hay không, nhưng bạn không có muốn nhận cái sự trợ giúp đó, nó hơi kiểu giống vậy. Thành ra lúc nãy mình nói nó hơi hơi có một chút xíu là khó giao tiếp, khó nói, mà bị cái tự tôn, bị cái ego nhỏ nhỏ nó cản, vì bạn vẫn muốn chứng minh cái thực lực của mình. Đâm ra là bạn không có tận dụng mình thực ra cái trải bài này mình vẫn tụ thấy được là tụ bài số 3 bạn vốn dĩ là người giỏi, cái khả năng sắp xếp, cái khả năng mà quyết tâm của các bạn nó nhiều lắm và nó cao lắm, cho nên có lẽ là nó làm cho các bạn có một vài những cái trở ngại ở trong suy nghĩ thôi, nó làm cho bạn không có dễ dàng để đón nhận một cái ý kiến hay là một cái sự trợ giúp hay là một cái cánh tay nào đó của ai đưa ra để cho bạn cầm lấy cái tay của người ta, bạn muốn tự tìm cách, bạn muốn tự xoay trở. Thì nó đến đây nó rất là khó, tại vì hỏi là có hay không thì có quý nhân, hỏi là người ta giúp hay không giúp, mà hỏi là tụi ba có muốn nhận hay không, đang đang để coi một tí nữa đang chưa chưa thực sự là muốn nhận mấy. Xin vũ trụ hãy cho tụi bà số 3 thấy rõ năng lượng của lá bài Victory in some endeavor, năng lượng của sự chiến thắng là gì trong trải bài quý nhân của tụi bài số 3 nhé. Bạn có lá bài là The Fool đây. Rồi, bạn có thêm cái nữa là sáu gậy. Wow, lá bài này rất là đẹp các bạn ơi. Ở đây là cái gì đây? Tám kiếm hả? Ok, tám kiếm. The Lover. Rồi,
Vậy thì cái vấn đề nó đến từ tụi ba tự nhiên không biết phải nói như thế nào nữa cơ. Bạn phải đưa ra một cái quyết định. Kiểu mình hay nói vui, chọn con tim hay là nghe lý trí đây? Kiểu này là nghe lý trí. Mà kiểu muốn đè bẹp dập tắt cái trái tim của các bạn. Tại vì ở đây My đang nhìn thấy cái hoàn cảnh của các bạn nó đang bị là chặn lại, kìm hãm lại, nó nhốt lại bởi cái suy nghĩ. Thành ra là bạn cảm thấy là cái nó có cái sự bí bách quá đi. À, trong trải bài của các bạn nó có cái chữ hope là hy vọng, hy vọng và hy vọng ở đây nè, tụ tụ ba. Thành ra mình vẫn thấy là nó đến rất là nhiều trong cái suy nghĩ của tụ ba. Giống như bạn phải cho phép mình vượt vượt ra khỏi cái tình trạng mà tâm lý. Tại vì ở đây cái lá bài là tám tám này tám gì tám kiếm, nó ngược nha, mày chỉnh lại cho thẳng. Bạn nhìn cái lá bài này bằng một cách nào đó, cái tám kiếm này bầu trời phía sau nó quyện cả với sóng biển, không biết phải sóng biển hay không, rồi cả đất này này nó vẫn đang cho mày nhìn một cái sự liên tưởng đến bảy sắc cầu vồng. Cái sự quyện màu này là vẫn là bảy sắc cầu vồng, có nghĩa nó khung cảnh hoàn cảnh xung quanh vẫn chứa đựng hope là hy vọng để bạn phá vỡ cái tình trạng hiện tại của các bạn. Tuy nhiên là cái cảm giác mà nó bí bách trong lòng của các bạn, cho nên bạn không có muốn nhìn nhận khẳng định thẳng rằng là à thì ra có người đang giúp, có một cái cánh cửa, có một cái giải pháp, có một cái sự liên kết nào đó đây. Thành ra là nó nhốt bạn lại ở cái giai đoạn mà mắc kẹt, nó giống vậy thôi. Và cái lá bài mà sáu gậy này nó vẫn mang năng lượng của victory, là năng lượng của chiến thắng, nó khớp hoàn toàn với cái victory ở bên này. Cho nên cái tình huống của các bạn, nó cái hoàn cảnh, tình huống, câu chuyện, môi trường của các bạn nó đang mở ra một cái giai đoạn thuận lợi hơn. Nó mở ra một cái giai đoạn victory là tích cực và là cả chiến thắng đây này. Đó, thành ra với cái lá bài sáu gậy này, My đang cảm giác rằng là hình như tụ bài số 3 bạn sẽ bắt đầu là bạn bỏ hết cái suy nghĩ cũ, cái cảm xúc cũ mà từ nãy đến giờ My chia sẻ ở cái lớp dưới, trải bài ở dưới nè tụ tụ ba, để mà bạn bước sang một cái giai đoạn mới hoàn toàn luôn. Bạn mở ra một cái giai đoạn mới hoàn toàn, kiểu như bạn không có muốn để bạn không có tự tự bản thân của mình mà ba đầu sáu tay bảy ngón nữa. Bạn lấy lại được thế chủ động và bạn biết rằng là à đôi khi có những lúc mà mình cứ nhắm đến cái mục tiêu nhưng không nhất thiết là cứ phải loay hoay lọ mọ một mình, xung quanh mình còn nhiều cái sự trợ giúp và bạn quyết định là bạn nhận cái sự trợ giúp đó. Có như là bạn mi vẫn đang thấy là với cái lá bài The Hierophant này đây, giống như bạn phá vỡ những cái nguyên tắc cũ của mình và bạn kết nối lại được với cái mối quan hệ với cái người mà người ta đang muốn gắn kết hỗ trợ giúp đỡ các bạn. Nó mở ra một cái giai đoạn mới cho tụi bà số 3 với cái lá bài này nè. Đây, cái trải bài này mình cũng bằng một cách nào đó mình vẫn đang cảm giác là bạn rốt cuộc cuối cùng bạn đưa ra được cái quyết định để tháo gỡ cái tình huống của mình. Chắc đến đây mình ngừng tụ bài số 3, tại vì cái trải bài này không không biết còn gì để phải nói thêm. Nó phần lớn phụ thuộc vào các bạn tụ bài số 3 nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng thì đúng là bạn vẫn đang chấm dứt cái giai đoạn mà nó không có không dễ dàng cho mình. Bạn cắt bỏ hết tất cả và bắt đầu bạn tiến về phía trước, nó mở ra một cái trường năng lượng mới, nó đẹp ở đây cho các bạn nè. Thành ra là tụ ba với trải bài này, bạn 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 động lại trong trong tâm trí của mình, giúp mi một chút xíu, vẫn là một cái lá bài. Nếu như có những cái trở ngại bí bách thì nó chỉ nằm ở trong cái tâm lý của các bạn tụ ba mà thôi. Kiểu giống như bạn sợ bạn bị phụ thuộc, hoặc là bạn sợ bạn bị bí bách, hoặc là bạn sợ này sợ kia, nó nằm ở trong cái tâm trí thôi. Và lưu ý nữa là chúng ta để ý cái cách mà truyền đạt và giao tiếp, truyền tải, gắn kết, kết nối với nhau, lời ăn tiếng nói, ngôn từ hay cách diễn đạt. Còn lại thì My lại đang không thấy có cái vấn đề gì cả. Mong các bạn tụ bài số 3 bạn sẽ đưa ra cái quyết định mà nó dễ dàng, nó thoải mái, nó thuận lợi mà nó có ích cho các bạn, để bạn đạt được cái năng lượng victory là chiến thắng này. Tụ 3 nhé, có quý nhân đấy, người ta cũng giúp được cho bạn đấy. Tụ bài số 3 chúc phước lành và may mắn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những trải bài kế tiếp. Bye bye.